Lạy Cha là Chúa lệnh trời đất, con xin gửi khen Cha vì Cha đã giấu cho bậc khôn ngoan không thiếu thái biết đến điều này, nhưng lại hoàn hảo cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc cả cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho những vui bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy gánh của tôi và hãy hoạt với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì anh tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng, đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh này mà làm cho linh hồn Cha của Giô-se được trở nên tốt thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Cha của Giô-se vào nước thần sau muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Các bà mẹ công giáo chúng con, xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi còn ở đời này được Chúa thánh tẩy và trở lên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin nghe mắt đối nhìn và thương xót tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin vào phục sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này chúng con được sum họp với linh hồn Cha phố Giuse trong nước Cha muôn thu hơn. Chúng con cầu xin Chúa. Tưởng Cha cố Giuse kính mến, chúng con đang hiện diện trước bình hữu của Cha cố. Chắc Cha cố thấy cũng như nghe được những lời tâm sự của các bà mẹ công giáo giáo xứ, gợi lên những cái hình ảnh rất là thân thương cho con, để qua đó con thấy được một hình ảnh của một người cha ở trong giáo xứ luôn là những người dạy dỗ trung thành trung tín trong cái bổn phận của mình đối với một cái đoàn thể mà Cha cố lãnh đạo linh hướng. Xin Cha cố cũng luôn ở bên con và cầu nguyện cho con, để con cũng có thực hiện được những điều mà Cha cố đã để lại cho các bà mẹ công giáo của giáo xứ. Xin Cha cố cũng luôn cầu nguyện cho con luôn vững vàng trên cái bước đường phụng sự Chúa và phục vụ cá nhân và phục vụ cho các bà mẹ công giáo ở giáo xứ Tân Phú này. Thưa Cha cố kính mến, thường con hay nói là con về là con tiếp nối cái sứ vụ của Cha cố tại giáo xứ này, tiếp nối chứ không phải là một người là nghỉ rồi một người không còn, là tiếp nối nghĩa là nó còn dài còn mãi và nó lưu lại, nó không chỉ một ngày hai ngày mà nó lưu lại hết năm này hết năm nọ, hết thế hệ này đến thế hệ khác, được ghi dấu ấn của một vị mục tử nhân lành
trong giáo xứ Tân Phú này. Xin cho cô cũng cầu nguyện cho con. Chắc chắn giờ đây con cũng mang trên vai cái trách nhiệm là tiếp tục công việc của cha cô. Xin cha cô cũng luôn đồng hành cầu nguyện cùng Chúa, chuyển những lời cầu xin đến cùng Chúa, cầu bầu cho gia đình các mẹ công giáo càng ngày là càng thăng tiến và lớn mạnh trong yêu thương, trong tình yêu thương của Chúa và của cha cô. Trong cái tâm tình này, giờ đây tất cả mọi người chúng ta cùng hát lên cái tâm tình một người con hảo dành cho người cha của mình. Đây cái bài có lẽ không có gì hay hơn là cái bài Kinh Hòa Bình, để qua đó chúng ta thấy được cái điều mà cha cố đã làm như là một khí cụ Chúa dùng tại giáo xứ này, mà trong đó Hội Con Mẹ Công Giáo của giáo xứ chúng ta được là Ngài dạy dỗ, Ngài uốn nắn và Ngài đã để lại thật là nhiều dấu ấn. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để cô đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Thánh ơi, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí.